Kính chào quý vị và các bạn. Sau khi tham dự hội nghị G20 tại Trung Quốc, ngày hôm nay Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có chuyến thăm lịch sử tới Lào nhân hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng 9. Đây là một phần trong chuyến công du châu Á có thể là cuối cùng của ông Obama để củng cố chiến lược xoay trục sang châu Á trước khi rời nhiệm sở vào đầu năm sau. Theo nhiều chuyên gia, chuyến thăm lịch sử đến Lào của Tổng thống Mỹ Barack Obama được cho là sẽ làm nổi bật cuộc đua tranh giành ảnh hưởng ở Đông Nam Á giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh Lào đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Hôm nay, ngày 6 tháng 9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có chuyến công du đến châu Á lần thứ 11 kể từ năm 2009. Trong một ngày mưa tại thủ đô Viên Chăn, Tổng thống Mỹ đã chính thức có một cuộc gặp song phương với Chủ tịch nước, Tổng bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bonhang Vorachit. Tại cuộc gặp, Tổng thống Mỹ đã cam kết sẽ hỗ trợ Lào 90 triệu đô la Mỹ trong 3 năm tới để rà phá bom mìn. Lào là đất nước hứng lượng bom tính theo đầu người lớn nhất trên thế giới trong giai đoạn năm 1964 đến năm 1973. Hơn 2 triệu quả bom đã được thả xuống, 30% trong số đó không phát nổ và khoảng 50.000 người chết sau khi chiến tranh kết thúc. Sau cuộc gặp với Chủ tịch nước, Tổng bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng thống Obama sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN. Tại đây, ông Obama sẽ thảo luận cách thức tăng cường hợp tác kinh tế với các nước Đông Nam Á, đối tác thương mại lần thứ tư của Mỹ, cũng như tăng cường hợp tác trong việc đối phó với những thách thức trong khu vực và toàn cầu. Tại hội nghị lần này, ông Obama sẽ phối hợp với các nhà lãnh đạo trong khu vực trong nỗ lực thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc. Hiện nay, Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi kinh tế của Lào với khoảng 760 dự án đầu tư trị giá khoảng 6,7 tỷ đô la Mỹ. Tăng trưởng kinh tế của Lào đã nhảy vọt lên 7,8% năm ngoái, đưa thu nhập bình quân đầu người lên 1.730 đô la Mỹ trong một năm. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, Lào đang tìm cách gỡ bỏ cái mác này để cân bằng chính sách đối ngoại. Do đó, thiết lập quan hệ với Mỹ là một ưu tiên chính sách của Lào. Mặc dù sắp rời nhiệm sở nhưng Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn sang châu Á trong nỗ lực nhằm khẳng định chính sách xoay trục cũng như vai trò của Mỹ tại khu vực này. Là một đồng minh lâu năm và thân cận ở châu Á, từ lâu Philippines và Mỹ đã có những hợp tác quan trọng trong lĩnh vực kinh tế và quốc phòng. Tuy nhiên, lần đầu tiên mối quan hệ này có thể bị rạn nứt chỉ vì những phát ngôn gây sốc của tân Tổng thống Philippines Duterte. Sự việc này đang khiến dư luận quốc tế quan tâm, e ngại bởi rất có thể mối quan hệ hòa hảo giữa Philippines và Mỹ sẽ thay đổi theo chiều hướng không mong muốn. Cùng với việc quan chức Trung Quốc và Mỹ cãi nhau tại G20, thì sự nghiêm trọng của vấn đề lần này có thể nói là điều mà Tổng thống Barack Obama không thể ngờ tới trong chuyến công du thứ 11 sang châu Á. Vốn là một người thích ăn nói đơn giản và nổi tiếng vì các phát ngôn gây sốc, cùng chiến dịch chống ma túy mạnh tay, ông Duterte đã không ít lần được cảnh báo về việc sử dụng ngôn từ không đúng với vị trí của một nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, lần này mọi thứ có vẻ đã đi xa hơn. Theo kế hoạch, trong chuyến công du đến Lào để tham dự hội nghị cấp cao ASEAN, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Philippines Duterte. Tuy nhiên, vào ngày 5 tháng 9, trong cuộc trả lời phỏng vấn trước các phóng viên, Tổng thống Philippines đã bất ngờ gọi Tổng thống Obama là đồ khốn, đồng thời tuyên bố sẽ không ngồi nghe ông Obama giao giảng về nhân quyền nếu hai bên gặp nhau ở Lào. Ông Duterte cũng đã cảnh báo ông Obama không nên thách thức mình về vấn đề số người chết tăng cao trong chiến dịch trấn áp ma túy ở Philippines. Các quốc gia cần tôn trọng nhau, đừng chỉ ném ra những câu hỏi và những tuyên bố nhằm vào nước khác. Trước vấn đề nghiêm trọng này, Nhà Trắng đã thông báo hủy bỏ cuộc gặp giữa hai vị tổng thống. Tôi luôn luôn muốn đảm bảo rằng nếu tôi có một cuộc gặp, thì cuộc gặp ấy phải mang tính xây dựng. Chúng tôi sẽ phải giải quyết được nhiều thứ. Ngay sau quyết định hủy bỏ cuộc gặp với Tổng thống Duterte, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Ned Price cho biết, thay vì gặp ông Duterte, ông Obama đã điều chỉnh lịch để gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc vào cuối ngày 6 tháng 9. Tại đó, đôi bên được cho là sẽ bàn về các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Có lẽ không muốn làm mếch lòng đồng minh thân cận trong nhiều năm qua, ngay sau quyết định của Nhà Trắng, ngày hôm nay, người phát ngôn của Tổng thống Philippines lại tuyên bố ông Duterte lấy làm tiếc về những phát ngôn của mình. Chúng tôi vẫn luôn mong muốn duy trì mối quan hệ gắn bó hợp tác giữa hai quốc gia. Hiện nay, Tổng thống Philippines rất hối tiếc về những phát ngôn của mình trong cuộc họp báo hôm qua.
Tổng thống Obama không phải là đối tượng duy nhất trên thế giới nhận những lời lăng mạ của ông Duterte. Ông Duterte cũng từng có những lời nặng nề tương tự với Liên Hợp Quốc khi tổ chức này chỉ trích việc giết người không qua xét xử của ông trong chiến dịch truy quét ma túy. Trước đó hồi tháng 5, ông Duterte cũng từng gọi giáo hoàng Francis là đồ khốn nạn. Có thể thấy mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Obama với Tổng thống Philippines Duterte vốn đã gặp nhiều sóng gió kể từ khi tân Tổng thống Philippines nhậm chức và tuyên bố chính sách đối ngoại không liên kết chặt chẽ với Washington như trước, đồng thời theo đuổi mối quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc. Đây là một sự thay đổi đáng kể đối với Philippines trong bối cảnh những căng thẳng gần đây về tranh chấp Biển Đông. Và việc Tổng thống Mỹ hủy bỏ cuộc gặp với người đồng cấp Philippines lần này càng cho thấy khoảng cách đang ngày một gia tăng và cả sự rạn nứt trong quan hệ giữa hai đồng minh truyền thống. Kể từ đầu tháng 6 vừa qua, Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte, tuyên bố ủng hộ một cuộc đối thoại mang tính đa phương về vấn đề Biển Đông, không chỉ bao gồm các nước tuyên bố chủ quyền mà còn có cả Mỹ, Nhật Bản và Australia. Tuy nhiên, ông Duterte lại nhấn mạnh Manila sẽ không phụ thuộc nhiều vào mối quan hệ đồng minh an ninh truyền thống với Mỹ, cũng như sẽ trở nên độc lập hơn trong giải quyết các vấn đề với Trung Quốc. Trái ngược với nhà lãnh đạo trước, Benigno Aquino, ông Duterte cho rằng quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc nên sớm được cải thiện vì một tình bạn và mối quan hệ bền chặt hơn, miễn là Trung Quốc tuân thủ đúng luật pháp quốc tế, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Philippines. Mới đây, ông Duterte đã sỉ nhục cả vị đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Felix Colbert. Phía Mỹ đã gây áp lực bằng cách triệu tập đại diện ngoại giao Philippines ở Mỹ để phản đối, nhưng ông Duterte nhất định không chịu xin lỗi. Chưa hết, Mỹ cảnh cáo sẽ cắt viện trợ quân sự cho Philippines nếu ông Duterte không chấm dứt việc giết nghi phạm ma túy bừa bãi không qua xét xử. Ông Duterte một mặt nói rằng sẽ điều tra những vụ việc vi phạm nhân quyền trong chiến dịch này, nhưng mặt khác lại tuyên bố sẽ không dừng càn quét tội phạm ma túy. Chính điều này đã khiến Washington thất vọng bởi Philippines là một trong những đồng minh lớn nhất của Mỹ trong sự đối đầu với sự trỗi dậy hùng hằng của Trung Quốc. Đồng thời, sự thay đổi chiến lược của ông Duterte có thể sẽ khiến Mỹ quan ngại bởi nó sẽ ảnh hưởng lớn đến việc xoay trục sang châu Á. Trong nhiều tháng gần đây, Washington và Manila bắt đầu có các dấu hiệu cơm không lành, canh không ngọt trong các tuyên bố. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, vì lợi ích chung của Mỹ trong khu vực cũng như lợi ích hợp tác giữa các nước, chắc chắn Tổng thống Obama sẽ có cách hành xử khôn khéo tiếp theo để giải quyết sự việc ngoại giao này. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Chuyện Đông Chuyện Tây tuần trước, khi nước Đức đánh dấu một năm mở cửa chào đón người tị nạn, chúng tôi đã từng đề cập đến việc Thủ tướng Đức Angela Merkel lần đầu tiên thừa nhận những sai lầm của nước Đức nói riêng và châu Âu nói chung trong những năm trước liên quan tới chính sách tị nạn. Một năm sau, những sai lầm ấy không chỉ gây ra hàng loạt hệ lụy với chính quyền và xã hội Đức, mà nó còn là nguyên nhân dẫn tới thất bại cay đắng của Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của Thủ tướng Đức Angela Merkel, khi đảng này chỉ đứng thứ ba trong cuộc bầu cử nghị viện bang Mecklenburg-Vorpommern, vốn được coi là sân nhà của bà Merkel. Cụ thể, Reuters ngày 5 tháng 9 dẫn kết quả do kênh truyền hình ARD của Đức công bố cho thấy Đảng Dân chủ Xã hội SPD dẫn đầu với 30,5% số phiếu, tiếp đến là Đảng Dân túy cánh hữu Sự lựa chọn vì nước Đức AfD với 21,9% số phiếu, CDU bị đẩy lùi xuống vị trí thứ 3 với 19% số phiếu. Đây là kết quả tệ nhất của CDU tại bang này từ trước tới nay. Đảng AfD cánh hữu chỉ mới ra đời cách đây 3 năm nhưng đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cử tri nhờ khai thác tâm lý chống lại chính sách nhập cư của Thủ tướng Merkel. Đây là một thất bại cay đắng với đảng CDU bởi họ đã thua ngay tại sân nhà của mình. Chúng tôi sẽ làm tất cả để bà Merkel sẽ thua hoàn toàn. Hiện giờ chúng tôi đã giành được 3 ghế. Đối với một đảng còn non trẻ, đây là một thành tích tuyệt vời. Đảng AfD đã tiến hành một chiến dịch tranh cử chống lại bà Merkel. Họ tố cáo chính sách nhập cư của Thủ tướng Đức và những nguy cơ mà chính sách này gây ra đối với đất nước khi tiếp nhận quá nhiều người nhập cư, gây mất an ninh và tạo thêm gánh nặng cho xã hội. Báo chí Đức thì nhận định nếu như cánh tả cũng bị mất nhiều phiếu, thì việc đảng CDU chỉ đứng hàng thứ ba sau đảng AfD là một cái tát, một thảm họa hoặc là báo hiệu một sự sụp đổ.
Đây là một tín hiệu rõ ràng và tôi có niềm tin rằng chúng tôi sẽ điều hành đất nước này. Chúng tôi đang nỗ lực từng bước để đạt được điều đó. Bang Mecklenburg-Vorpommern nằm ở phía đông bắc của nước Đức với dân số chỉ 1,6 triệu người so với 80 triệu người toàn Đức. Tuy nhiên, đây là bang bầu cử của đảng của bà Merkel và là cuộc bầu cử khu vực đầu tiên trong 5 cuộc trước khi bầu cử quốc gia vào tháng 9 năm tới. Cuộc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử nghị viện bang được xem là cuộc sát hạch then chốt trước cuộc tổng tuyển cử năm 2017. Giới quan sát nhận định kết quả một loạt cuộc bầu cử nghị viện bang ở Đức thời gian qua chính là câu trả lời rõ ràng của cử tri đối với chính sách người tị nạn gây tranh cãi của Thủ tướng Merkel. Đang tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hangzhou, Trung Quốc, bà Merkel đã lần đầu tiên phá vỡ nguyên tắc không đề cập tới tình hình chính trị trong nước khi công du nước ngoài, khi lên tiếng nhận trách nhiệm liên đới về kết quả thất bại tồi tệ của CDU, đồng thời kêu gọi đảng của bà nỗ lực hết sức để lấy lại niềm tin của cử tri. Phát biểu trước báo giới, bà Merkel đã lên tiếng nhận trách nhiệm liên đới cho kết quả bầu cử thấp kém của CDU ở Mecklenburg-Vorpommern. Bà bày tỏ rất không hài lòng về kết quả cuộc bầu cử, nhấn mạnh đây là điều rất đáng buồn bởi CDU tại bang này đã nỗ lực hết sức nhằm thúc đẩy sự phát triển của bang, cũng như giảm tỷ lệ thất nghiệp và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã không mang lại kết quả bởi cử tri chưa đặt niềm tin vào khả năng giải quyết khủng hoảng, trong đó có chính sách người tị nạn và hội nhập. Chúng ta phải chấp nhận thực tế là nhiều người không tin tưởng vào khả năng giải quyết khủng hoảng của chúng ta, cho dù trên thực tế chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu. Nhiệm vụ của chúng ta lúc này là nỗ lực hết sức mình để giành lại niềm tin của cử tri bằng cách chứng tỏ khả năng giải quyết các vấn đề không chỉ liên quan đến người nhập cư mà có liên quan đến kinh tế và thúc đẩy liên kết xã hội ở đất nước này. Phản ứng sau khi các kết quả bầu cử được công bố, Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo CSU, Đảng liên kết cấp liên bang với CDU, đã yêu cầu Thủ tướng Merkel phải điều chỉnh chính sách người tị nạn. Tuy nhiên, Tổng thư ký CDU đã bác yêu sách của CSU. Chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét để giảm số người nhập cư vào Đức. Chúng tôi cũng đã đưa ra hai dự luật lớn liên quan đến vấn đề nhập cư. Một trong số đó là đẩy mạnh quá trình hội nhập cho họ. Tất nhiên là cần có thời gian để những giải pháp này phát huy hiệu quả. Và cũng cần thời gian để chúng ta lấy lại niềm tin đã đánh mất. Cách đây một năm, Thủ tướng Merkel đã khiến cả người dân Đức lẫn các đối tác châu Âu kinh ngạc khi mở cửa biên giới cho hơn 1 triệu người tị nạn. Tranh cãi dần lắng xuống cho tới tháng 7 năm 2016 khi một loạt các vụ tấn công cực đoan xảy ra ở Đức. Đối mặt với chỉ trích ngày càng nhiều, Thủ tướng Đức đã âm thầm nhưng mạnh tay trục xuất những ai không đáp ứng được các điều kiện về tị nạn cũng như hạn chế việc đoàn tụ gia đình. Thất bại của Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU trong cuộc bầu cử nghị viện bang, theo nhiều người, cũng có thể được coi là điểm báo về sự kết thúc đối với chiếc ghế thủ tướng của bà Angela Merkel. Còn đối với cá nhân bà Merkel, mặc dù thăm dò cho thấy sự ủng hộ đối với bà trên toàn quốc đã giảm đáng kể, bà vẫn nhận được mức 45% người ủng hộ và bà vẫn chưa quyết định liệu có muốn tranh cử nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử vào tháng 9 năm 2017 hay không. Tuy nhiên, dù muốn hay không thì sức ép với bà trong thời gian tới sẽ không hề đơn giản. Thất bại ngay trên sân nhà, đó là điều mà bà Merkel cũng như đảng của bà không thể ngờ tới. Các chuyên gia phân tích cho rằng, thất bại này sẽ khiến cơ hội để bà Merkel tiếp tục lãnh đạo nước Đức trong nhiệm kỳ thứ tư giảm đi đáng kể. Các cuộc thăm dò dư luận sau bầu cử cũng cho kết quả không mấy khả quan. Theo đó, đảng cầm quyền CDU chỉ đứng thứ ba, trong khi đảng cánh hữu đối lập AfD, sự lựa chọn mới cho nước Đức với quan điểm chống nhập cư và bài Hồi giáo, giành được sự ủng hộ rất cao. Kết quả này rõ ràng có liên quan đến chính sách nhập cư của bà Merkel. Đây là chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất ở Đức trong nhiều tháng nay. Đảng AfD đã tận dụng mối quan tâm mạnh mẽ này, cho dù có rất ít người nhập cư sinh sống ở bang Mecklenburg-Vorpommern. Tuy nhiên, đây là điều mà cử tri ở đây đang rất quan tâm. Sau chính sách mở cửa, đón hơn 1 triệu người nhập cư vào Đức năm ngoái, tỷ lệ ủng hộ bà Merkel đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm, xuống còn 45%. Đây sẽ là bất lợi lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới cả khả năng được ra tranh cử của bà Merkel vào năm tới, chưa nói đến việc bà khó có thể giành được chiến thắng. Hiện tại, các thị trường vẫn duy trì đánh giá của riêng mình, nhưng nếu xu hướng tiêu cực này tiếp tục kéo dài với đảng CDU, chúng tôi sẽ tìm kiếm một sự thay đổi trong chính phủ, hướng đến những nhân tố ổn định hơn. Trong 2 tuần nữa, Berlin sẽ tiến hành bỏ phiếu. Và lúc này, nhiều người đã nghĩ đến thất bại tiếp theo của bà Merkel.
giữa lúc làn sóng người di cư đang gây ra nhiều tác động tiêu cực đến xã hội Đức và chính sách nhập cư của Thủ tướng Merkel là mục tiêu để các đảng cạnh tranh nhắm vào, không chỉ phe đối lập mà ngay cả các đồng minh liên kết cũng quay sang chỉ trích bà Merkel. Tuy nhiên, so với những gì bà đã làm cho nước Đức trong suốt các nhiệm kỳ của mình, các chuyên gia phân tích nhận định cơ hội dành cho bà Merkel vẫn còn. Vấn đề bây giờ chỉ là tìm giải pháp để quản lý tốt cuộc khủng hoảng người nhập cư mà thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.